Con xin đọc câu hỏi của hành giả Charlie Nguyễn. Đức Phật từng nói, chiến thắng bản thân mình còn khó hơn là chiến thắng kẻ khác. Vậy cho con hỏi, làm thế nào để chiến thắng bản thân mình ạ? Và làm cách nào để chiến thắng tham, sân, si, mạn, nghi ạ? Giờ trong kinh Pháp Cú, phẩm ngàn 103, Đức Phật có dạy là giàu ở bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu nói đấy, trở thành một cái câu nói rất là nổi tiếng trong giáo pháp của Đức Phật, là dù có chiến thắng hàng vạn quân cũng không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Thì đây nó là một cái đạo lý, cũng là một cái pháp để chỉ về cái triết lý. Đây nó là một cái triết lý trong giáo pháp của Đức Phật, nói nên cái con đường tu tập của Đức Phật là quay trở về chiến đấu với những cái kẻ thù nó nằm ngay ở bên trong nội tâm mình ấy. Trong tâm mình có một cái kẻ thù rất là nguy hiểm, có một cái đội quân thủ địch rất là nguy hiểm, mà chỉ có những cái bậc trí nhân mới nhìn ra, còn những cái người không có trí tuệ thì lại nhận giặc làm con và lại sống chung với những cái kẻ thù này. Thì những cái kẻ thù ấy chính là những cái phiền não tham sân si, những cái vô minh tham ái chấp thủ, những cái ngã mạn tà kiến tật đố, những cái ô nhiễm phiền não, những cái sầu bi ưu não. Thì những cái cấu uế, những cái phiền não ấy nó đã khiến cho mình chìm đắm ở trong cái vòng khổ đau sinh tử, nó đã khiến cho mình vùi dập đau thương ở trong địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, ở trong bảng sinh, ở trong hàng ngã quỷ rất là lâu đời lâu kiếp rồi, muôn đời bạn kiếp đến giờ, khiến cho mình ở trong cái vòng luân hồi tái sinh sinh tử không có đường ra, không có giới hạn. Thì với một cái bậc trí nhân thì quay trở về để chiến đấu, để đoạn trừ, để dứt trừ những cái nguyên nhân sinh ra những cái sự khổ đau sinh tử ấy. Đó là chiến đấu với chính mình rất là khó. Chứ bây giờ mình thấy rằng một cái vị tướng quân ở ngoài chiến trận, vị ấy có thể chiến thắng hàng vạn quân địch, vị ấy có thể đi đánh đông dẹp bắc, đi đến đâu cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà vị ấy cho vị ấy ngồi đấy mà chiến đấu với chính bản thân mình thì vị ấy có thể sẽ không làm được. Vị ấy sẽ không làm chủ được cái lòng tham của mình, không làm chủ được những cái tham ái của mình, không làm chủ được những cái sân hận của mình, không làm chủ được những cái si mê tà kiến của mình. Bây giờ để vị ấy đi ra chiến trận thì rất là dễ dàng, nhưng mà để cho vị ấy ngồi một chỗ để bảo vị ấy đoạn trừ được những cái phiền não trong tâm thì chắc là vị ấy không làm được, nó rất là khó khăn. Cái điều này Đức Phật nói như vậy là để muốn nói rằng là những cái phiền não ở trong lòng mình nó làm khổ mình như vậy, nhưng mà để dứt bỏ được nó không phải là dễ dàng, cần phải có một cái ý chí lớn, cần phải có một cái nguyện vọng lớn, cần phải có một cái sức tinh tấn lớn, cần phải có cái sự kiên trì lớn, cần phải có cái sự thực hành nghiêm túc trong cái giáo pháp ấy thì mới đưa đến đoạn trừ được những phiền não tham sân si ấy. Và để mà đoạn trừ được nó thì cần áp dụng tất cả những cái giáo pháp này, tứ niệm xứ này, đấy, như cái pháp môn tứ niệm xứ chính là để đoạn trừ những cái bất thiện ở trong mình này, tứ chánh cần này, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì đó là những cái pháp môn cần phải áp dụng, cần phải tu tập, cần phải thực hành. Thì cứ tu tập được đến đâu thì những cái phiền não ở trong lòng nó sẽ suy yếu đi đến đấy. Vậy thì cái mà diệt trừ được những cái tham sân si ấy chính là trí tuệ. Muốn phát triển được trí tuệ thì cần phải đi từng bước dần dần, cần phải thanh tịnh giới, thọ trì pháp về giới, thanh tịnh tâm, cần phải thực hành thiền, định làm cho tâm nó định tĩnh, chế ngự những cái phiền não lại. Rồi thanh tịnh chi kiến, cần phải phát triển thiền tuệ, thiền vipassana,
thì mới chế ngự, mới đoạn trừ được những cái phiền não ấy. Thì cái câu nói này nó cũng còn liên quan đến một cái bài kinh mà trong kinh Tích Truyện Pháp Cú 839 thì Đức Phật cũng có nói về một cái vị tỳ kheo này đi xuất gia 7 lần, xuất gia 7 lần hoàn tục. Thì muốn nói rằng cái con đường tu nó không phải đơn giản dễ dàng, nó gian nan như vậy. Vì ấy khi một lần đi vào tịnh xá rồi, vì ấy được các vị tỳ kheo cho những cái thức ăn đi khất thực, rồi vì ấy nghĩ rằng ô đi khất thực cũng toàn được món ăn ngon, mà mình ở nhà làm vất vả chưa chắc đã được ăn ngon như vậy, thôi đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia được một thời gian rồi, vì ấy cũng được ăn ngon rồi, thân thể trở nên mập mạp rồi, thì lúc đấy lại nhớ vợ nên lại quay về. Khi quay về thì thấy vợ lại hung dữ như con sư tử, lại chán, trưởng lại đi xuất gia. Khi đi xuất gia rồi lại nhớ vợ, lại trở về. Cứ 7 lần đi, 7 lần về như vậy, thì đến lần thứ 7 thì cái vị ấy trở về, thấy cô vợ đang nằm ngủ, thì miệng há hốc ra, thì nhã nhượi ra, không có trang điểm gì, trông rất là xấu xí, gáy ẩm ý lên. Thì lúc ấy vị thấy được cái tướng bất tịnh của người vợ, và vị ấy mới thức tỉnh ra, mới bảo chỉ vì cái con sư tử này mà ta 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục, lần này quyết định ta không trở về nữa, không trở về nữa. Vị ấy cứ quán cái tướng bất tịnh của cái người vợ ấy, và trên đường đi đến trở quay trở lại tịnh xá, thì vị ấy đã chứng được sơ quả dự niu, vì thấy được cái tướng bất tịnh của người vợ như vậy, quán bất tịnh đấy, đấy chính là quán tứ niệm xứ đấy, quán thân nhân thân đó. Nhưng mà quán như vậy rồi thì vị ấy về và xin xuất gia lần thứ 7, thì được xuất gia rồi vị ấy tinh tấn tu tập và chứng A La Hán. Từ đấy đi vị ấy không trở về nữa. Và như vậy thì các vị tỳ kheo mới ngồi bàn luận như vậy, và không biết nhân duyên gì mà cái vị này đã đi xuất gia mà tới 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục như thế mà cuối cùng cũng chứng A La Hán, không biết cái lý do gì. Thì lúc ấy Đức Phật nghe các tỳ kheo bàn luận thế, thì Đức Phật mới nói rằng đó chính là cái tham ái, đó chính là cái lòng tham nó trói buộc con người như vậy, không dễ gì. Trên cái con đường tu hành đắc đạo này không dễ gì cả. Và Đức Phật cũng nói rằng không phải chỉ vị ấy mà chính ta thuở xưa cũng từng bị như thế. Ta cũng đã trải qua một cái thời gian 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục rồi. Và Đức Phật mới kể một cái câu chuyện quá khứ rằng là chỗ ấy trong cái đời quá khứ ta là một cái vị đạo sĩ, là một cái người rất là nghèo khổ, chỉ có một cái túp lều tranh tạm bợ, có một cây cuốc là cái tài sản duy nhất, và có vài cái hạt giống đậu trồng để ăn tạm bợ qua ngày. Rồi thấy cuộc đời vô thường giả tạm, đi xuất gia vào trong rừng làm ẩn sĩ. Nhưng khi đi xuất gia thì đem cái cây cuốc và cái hạt giống ấy cất ở một cái nơi rất là kỹ lưỡng, bảo vệ nó rồi mới đi. Khi ngồi tu được mấy hôm lại nhớ cái cuốc, lại trở về lại moi cuốc ra đi cuốc đất trồng cây ăn. Xong vài hôm nghĩ cuộc đời khổ đau vô thường lại đi xuất gia. Rồi đi xuất gia lại nhớ cái cuốc quá lại trở về. 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục như thế. Rồi đến lần thứ 7 vì ấy mới nhìn thẳng vào cái cây cuốc ấy mới nói là chỉ vì mày mà ta không tu được. 7 lần xuất gia rồi, không thành công. Và lần này ta quyết tâm phải dứt bỏ, phải xả bỏ, phải buông bỏ cái cuốc này ta mới tu được. Rồi vì ấy đã đi lên một cây cầu đứng giữa sông Hằng. Vì ấy nhắm mắt lại, vì ấy quay một vòng tròn thật mạnh. Rồi vì ấy buông ra cho cây cuốc nó bay về đâu để vì ấy không nhìn thấy. Vì sợ nhìn thấy nó thì vị ấy lại nặng xuống, vị mò lên. Vì cái lòng tham ái níu luyến ở con người nó lớn như vậy. Thế khi mà vị ấy quăng cây cuốc đi thật xa rồi, vị ấy không biết nó bay về đâu nữa. Rồi lúc ấy vị ấy mới hét lên là ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Đấy là cái sự chiến thắng chính bản thân mình là vậy. Thế lúc ấy thì có một cái vị vua đi đánh trận, cũng vừa mới về đến đấy. Thì vị ấy nói là ta mới là người chiến thắng, ta mới là người vừa mới đi đánh trận chiến thắng trở về. Mà ta còn chẳng hô là ta chiến thắng, và sao có cái vị nghèo khổ đứng ở trên cầu lại hô là ta chiến thắng, là chiến thắng cái gì? Thì bắt đầu vị nhà vua đấy mới hỏi này ngươi chiến thắng cái gì thế? Thì vị ẩn sĩ mới nói là ta chiến thắng chính bản thân mình, ta chiến thắng chính ta. Rồi vị ấy kể lại cái câu chuyện như vậy, 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục vì cây cuốc như vậy. Rồi lúc ấy, ngay lúc ấy, cái vị ẩn sĩ ấy hướng tâm xuống mặt nước, lấy cái nước đấy làm casino, làm đối tượng,
chú tâm vào cái tướng nước ấy, và vị ấy phát triển thiền định, và vị ấy đắc định ngay tức thì. Thì khi buông xả được rồi nó đắc định ngay tức thì. Người nào mà tu mãi không đắc định là do mình còn vướng bận gì đấy, mình còn níu nuyến cái gì đấy, còn dính mắc cái gì đấy, còn chưa buông xả được cái gì đấy, vợ con nhà cửa hay tài sản hay cái gì đấy, cho nên nó khó vậy đấy. Tu mãi không thành tựu, mà đến lúc buông được hết rồi nó thành công ngay tức thì. Vì ấy chú tâm vào nước một cái, lấy nước làm đề mục, chứng hết các tầng thiền và chứng được ngũ thông hiệp thế ngay tức thì. Vì ấy vận thần thông bay trên hư không, ngồi kiết già trên hư không, thuyết pháp cho nhà vua nghe, để cho vua hiểu được lẽ đạo đời. Ông đi chiến thắng ở ngoài chiến trường, về biết bao nhiêu máu chảy đầu rơi nổi ra sáu thịt, chiến thắng được rồi, rồi cái đội quân nó thất bại ấy, chiến thắng thì sinh thù oán, thất bại khổ ưu, nó về nó sẽ tổ chức lại quân đội, nó phục thù, nó lại quay sang nó đánh tiếp. Và cái chiến trận, chiến thắng ở ngoài chiến trận ấy là không có bao giờ có hồi kết cả. Nó có thể thắng được hôm nay nhưng ngày mai trở thành thất bại. Rồi lúc ấy cái vị ẩn sĩ ấy đi vào núi tuyết để đi tu, thì cái vị vua được nghe nói như thế cũng xin đi tu theo. Và vậy tôi xin ngài cho tôi cùng đi xuất gia. Rồi vị ấy cùng với hội chúng của mình, tất cả quan đại thần và quân lính đi theo vị ẩn sĩ đấy vào trong rừng tu luôn. Rồi cái vị vua thù địch nghe thấy là cái vị kia đã đi xuất gia, cũng kéo quân đến xem thử sự tình thế nào. Rồi vị ấy cũng xuất gia theo. Rồi cuối cùng có tới 7 vị vua và những cái đội quân của mình cùng đi theo vị Bồ Tát, cùng xuất gia làm một cái hội chúng, xuất gia đầy dãy núi tuyết sơn. Và sau này các vị ấy đều tu đắc các tầng thiền và sinh về cõi Phạm Thiên. Và những cái vị nào không đắc thiền thì sinh về cõi Chư Thiên, làm đông đảo thiên giới, làm đông đảo thiên chúng. Đấy là trong cái tích chuyện Pháp Cú 38-39. Nên Đức Phật mới nói ai tâm không có an trú, tích tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Cái người nào mà tâm mà không hành thiền ấy, có nghĩa là tâm không trú ngụ được ấy, ở trong một cái pháp môn nào ấy, thì cái niềm tin có thể lúc nào đấy sẽ bị thối chuyển. Nếu người nào tu tập mà không hành thiền, không đắc được định ấy, là rất dễ bị ô nhiễm nặng như vậy. Niềm tin có thể bị rúng động lúc nào, và cái trí tuệ không viên thành được. Vì vậy cho nên khi mà đã tu tập cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành thiền định, thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán. Từ cái sự thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán ấy mới giác ngộ ra được các chân lý, mới giác ngộ ra được các sự thật, mới đoạn trừ được phiền não tham sân si. Và cái con đường thực hành thiền chỉ quán ấy là cái con đường chiến thắng chính bản thân mình, quay trở về tu tập ở trong nội tâm mình, diệt trừ được cái phiền não tham sân si của chính mình, còn hơn là đi chiến tranh, chiến thắng những đội quân ở bên ngoài, những giặc thù ở bên ngoài. Vì những người ta không thấy được cái kẻ thù nguy hiểm nó nằm ở trong mình, cho nên là người ta mới hay có hận thù người này, hận thù người kia, mà lại không hận thù chính cái tham sân si ở trong mình. Ba cái con rắn độc, mãng xà nó nằm ngay bên trong mình, mà mình không nhận ra, không tống suốt nó ra, mà mình lại đi sống chung với nó, khiến cho nó thiêu đốt mình, khiến nó, cho nó làm cho mình khổ đau. Từ cái kẻ thù ở bên trong ấy, nó mới khiến cho mình sinh ra những cái oan trái, những cái hận thù, những cái chiến tranh giành giật, để tất cả những cái sầu bi ưu não, những cái khổ nạn khổ đau ở trên cuộc đời, nó đều sinh ra từ những cái phiền não tham sân si này. Và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là quay trở về để diệt trừ những cái phiền não tham sân si kẻ thù ở trong mình, để chiến thắng chính bản thân mình này. Có một cái câu chuyện trong Tiền Thân, một thuở Đức Phật lúc ấy là một vị Bồ Tát, là một vị vua, làm vua một quốc độ rất là hùng mạnh, nhưng rất nhân từ, không bao giờ làm hại ai. Thế rồi cái ông vua ở bên cạnh, ông ấy điều tra, ông biết là vị này rất nhân từ, không bao giờ hại ai, không bao giờ đánh ai, không bao giờ tàn sát ai. Và vị ấy ngang nhiên đem cả một đội quân sang để chiếm cái quốc độ ấy. Và thì đúng là như vậy, vị Bồ Tát vẫn rất nhân từ như vậy, không đánh trả, và cứ mở cổng thành cho vị ấy đi vào, rồi cứ ngồi im cho cái vị vua thủ địch ấy bắt trói mình, treo ngược lên trên. Thế rồi cái vị kia ung dung đi vào trong thành, lên ngai vàng làm vua. Và cái vị Bồ Tát khi bị trói như vậy thì bắt đầu ngài thực hành thiền tâm từ, ngài rải tâm từ đến cái vị vua thủ địch ấy, vị vua cướp nước. Thì trong lúc ngài rải tâm từ, cái tâm nó khinh an lên,
Rồi Ngài từ từ Ngài ngồi dựa trên cái dây trói ở chân ấy, Ngài ngồi kiết già nơ nửng như thế. Ngài trải tâm từ đến vị vua kia. Vị vua kia tự nhiên cảm thấy bị thiêu đốt, giống như người mình bị nóng cháy lên, như là có ngọn lửa đang thiêu cháy chính mình. Thì vị vua thù địch kêu na ầm ĩ lên, cầu cứu mọi người, hãy cứu ta với, không biết ta bị làm sao. Thì những vị hiền trí nói rằng vì Ngài đã đối xử tàn ác với một cái vị vua hiền trí, cho nên Ngài bị quả báo như thế. Bây giờ Ngài phải sám hối và cầu xin vị ấy tha thứ cho. Để vị ấy đã đến cầu xin sám hối với cái vị vua nhân từ ấy và xin trả lại quốc độ cho Ngài. Rồi từ nay xin làm chư hầu của Ngài, không còn dám đem quân sang cướp nước nữa. Thì đấy là vì Bồ Tát biết rằng bây giờ có đem một đội đánh cái quân kia thì cũng rất đơn giản. Vì cái quốc gia của mình rất là mạnh, có những vị tướng quân rất là dũng mãnh, có thừa sức có thể đánh được quân thù. Nhưng mà đánh nhau như vậy thì là sẽ sinh ra oan oan tương báo, oan oan chất chồng, hận thù diệt hận thù không bao giờ có được. Lấy từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nhưng vì cái đạo lý ấy, cho nên trong quá khứ chưa thành Phật đang hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát đã thực hành được cái hạnh như vậy. Không cần phải dùng sức mạnh để đánh nhau với kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần mình chiến thắng được cái lòng sân hận trong mình thôi là sẽ chiến thắng được kẻ thù. Lúc ấy, như một cái người bình thường mà bị xâm chiếm như vậy thì người ta sẽ thù hận, người ta sẽ nổi giận và người ta sẽ chiến đấu đến cùng, đến giọt máu cuối cùng. Nhưng mà với cái cách hành xử của Bồ Tát thì không cần như thế, chỉ cần chiến thắng được cái thù hận thôi. Khi mà cái quân địch đến, các vị tướng quân cứ liên tục thôi thúc nhà vua, hãy đem quân chống trả, đem quân chống trả. Thì vị vua ấy chỉ nói là các vị cứ ngồi im, cứ rải tâm từ đến cái vua cướp nước. Rồi vì vậy mà vị ấy chiến thắng mà không có đổ một giọt máu nào, chiến thắng mà không cần đụng đến đao binh. Chiến thắng chính là bằng cái tâm từ ái, chiến thắng bằng cái nội tâm, bằng cái sức mạnh của nội tâm, chiến thắng bằng cái nội tâm có tu tập. Chiến thắng là khi mình chiến thắng được mình thì mình chiến thắng được tất cả. Thế nên là vị mà chiến thắng được những phiền não tham sân si của mình thì mình trở thành một cái người vô địch thế gian, không ai có thể nào mà chống đối được, không ai có thể nào làm đối thủ được. Thì đấy gọi là chiến thắng chính mình là vậy. Vậy thì cái con đường chiến thắng chính mình là nỗ lực mà hành thiền, công phu hành thiền, thực hành thiền, ngồi thiền thường xuyên, liên tục, hàng ngày, miên mật, nỗ lực, tinh tấn, không ngừng nghỉ. Thì đấy là trong lúc mình ngồi thiền là mình đang chiến đấu, trong lúc ngồi thiền là mình đang ngồi trong đang ở trong một cái trận chiến khốc liệt, mãnh liệt để diệt trừ những cấu ế phiền não trong mình đó. Nên là muốn chiến thắng mình, muốn diệt trừ tham sân si thì cứ tích cực mà ngồi thiền, thiền chỉ, thiền quán, nỗ lực công phu. Đấy là cái con đường đi đến thắng chính bản thân mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Cần tu tập pháp thiền nào để giảm bớt tâm tham ái? Con xin sư hướng dẫn cụ thể phương pháp thiền ạ. Để mà diệt trừ tham ái cách nhanh nhất, ngắn gọn nhất, có hiệu quả ngay tức thì đó là hành thiền niệm về xác chết. Và ngồi ở một nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng lặng nhất, ngồi xếp bằng lại, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, nhớ lại một cái xác chết, một cái hình ảnh của cái xác chết mà mình đã từng nhìn thấy là tốt nhất. Không thì nhìn trên tranh một cái bức ảnh nào đó mà mình đã thấy một xác chết rồi thì nó có cái kinh cảm cao hơn. Và mường tượng ra xác chết ấy có giòi bọ như vậy, nó có cái sự hôi thối như vậy, có cái sự trương trình như vậy, có sự thối rữa và cứ niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, niệm như thế thường xuyên liên tục hàng ngày cho đến khi mình có thể chú trên xác chết ấy, cái hình tướng ấy liên tục không gián đoạn, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ liền, nhiều ngày nhiều lần như thế. Rồi sau đó niệm sự chết trên mình, chắc chắn là sẽ chết. Rồi đến một lúc nào đó mình cảm nhận được cái sự chết trên mình như thật, giống như cái xác chết bên ngoài vậy. Rồi sau đó mình tham ái với ai thì mình niệm chắc chắn người này sẽ chết. Mình sẽ thấy được cái người ấy giống như xác chết vậy. Thế là hết tham, hết ái. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đại.
Khi hành thiền hơi thở, cần chú ý điểm xúc chạm ở mép trong hai lỗ mũi hay chỉ cần để ý một bên? Có cần luôn cảm nhận gió ra vào ở đó hay không? Hay chỉ cần để tâm mình ở đó là đủ ạ? Để tâm vừa vừa, nó ở bên nào thì cũng được, một bên được, hai bên được, không cần phải quá rõ ràng. Chỉ cần biết là nó có hơi thở nó đi vào đi ra ở ngay trước mũi đấy, ý thức của mình cứ biết vừa phải như thế. Lúc nào thấy nó nơ mơ quá thì hơi chăm chú vào cho rõ ra, thấy nó căng quá thì lại hơi nới lỏng ra để giảm bớt cái chăm chú đi. Chú tâm vừa phải, trung bình nhưng đều đặn, thường xuyên, liên tục, không nơ là, lúc nào cũng có sự tỉnh táo vừa phải, sự chăm chú vừa phải, sự nhận biết tự nhiên nhất, thì dần dần có cái tâm hoan hỷ với hơi thở, có cái niềm tin, tự tin vào sự thực hành của mình sẽ có kết quả. Để cái hỷ nó sinh ra, từ hỷ nó làm cho thân nó nhẹ nhàng, có sự an lạc, định tĩnh, rồi dần dần nó sẽ phát sinh ra cái tự tướng, quang tướng, cái dấu hiệu đắc định nó sẽ sinh khởi. Nhưng cứ quan sát hơi thở, đừng đi theo một cái cảnh gì, thì càng lúc cái định nó sẽ càng tiến xa hơn, tiến sâu sắc hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thùy Dung trên Zoom. Khi con làm thiện pháp, nhận được những thông tin ở một số chùa, chư tăng khó khăn về thuốc chữa bệnh và vật thực, tâm con rất buồn và thậm chí nghĩ đến những ngôi chùa đang gặp khó khăn đó, con còn rơi nước mắt và sốt sắng kêu gọi mọi người hùn phước để mau mau cúng dường đến những ngôi chùa đó. Đó có phải là tâm tham không ạ? Và quả báo con nhận được là như thế nào ạ? Đó không phải là tâm tham mà đó là tâm bi, đó là cái tâm bi bi mẫn, nó xen tạp với bi ai. Nó có hai tâm bi của mình, khi mà mình thấy một cái hoàn cảnh đáng thương và mình khởi lên cái tình thương, nếu như cái tình thương ấy nó đi với cái sự với trí tuệ, tình thương ấy nó đi với tâm xả, với cái trí tuệ ấy, thì nên sẽ trở thành một cái tâm thiện dục giới mà liên tục, thì nó sẽ biến thành cái người mà hành thiền tâm bi có thể biến thành tâm thiền sắc giới được mà. Thì đấy là cái tình thương bi mẫn. Nhưng khi mà cái tình thương ấy lại có đi kèm với tham ái ở trong thì nó lại thành bi ai. Thì cái tâm bi ai nó sinh ra sầu bi. Đó là một cái tình thương ấy là tâm thiện. Đấy. Nhưng mà khi nó bi ai được một cái thì nó lại thành tham ái, thành bất thiện. Vậy cho nên là mình có tình thương ấy là tốt, nhưng tình thương ấy nó luôn luôn phải có trí tuệ, phải có lý trí, không được để cho mình khởi nên cái tâm sầu bi, mà cái tình thương đấy là tình thương cao thượng chứ không phải là tâm tham. Con xin đọc câu hỏi của hành giả HT. Bậc A-la-hán là bậc xứng đáng được cúng dường, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Vậy các thánh cư sĩ hữu học có phải là phước điền không ạ? Các vị thánh cư sĩ là người tại gia chứng đắc thánh đạo thánh quả, nhưng vì các vị ấy không sống bằng cái hạnh nương tựa nơi người khác, các vị ấy không sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn. Chứ nếu như mà các vị ấy mà trở thành người xuất gia sống hạnh khất thực xin ăn thì đó là một phước điền cao quý cao thượng. Còn nếu như mà một người nào đó ở đời mà người ta có thể bố thí cho những cái người thánh cư sĩ ấy bất cứ một cái gì, hoặc là người ta có cái tâm cung kính cúng dường đến các vị ấy thì vẫn có phước lớn, cái phước phước lành tối thượng chứ không phải là không có. Ngay cả một cái người mà giữ năm giới thôi cũng đã khiến cho người khác bố thí cho đã có phước rồi. Người giữ bát quan trai giới thôi, khiến cho những cái người thí chủ bố thí cho là đã có phước lớn rồi. Một cái người phàm mà chứng được các tầng thiền đã là một cái phước này. Những người ngoại đạo mà người ta có tu đắc thiền thì người ta cũng là phước điền cho người khác mà. Nên là cái người thánh cư sĩ mà có ai mà bố thí cho thì cũng có những cái phước lớn chứ không phải là không có phước lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Phật tử nên cúng dường sư hoặc chư tăng theo cách nào để đúng luật? Có thể đến chùa để cúng dường gạo, y áo hoặc tài vật không ạ? Đó, cúng dường như vậy là đúng luật đấy, cúng dường tứ vật dụng. Nếu mà cúng dường cho tam bảo ấy, thì có thể cúng dường những cái vật liệu để xây dựng nên ngôi bảo tháp, ngôi chùa. Còn nếu mà cúng dường để hộ độ cho
các cái vị tăng ni tu tập thì là cúng dường bốn món vật dụng: y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, sàng tọa. Thì mình cúng dường như thế, đến chùa và dâng cúng những cái vật dụng ấy, thì đấy là cúng dường hợp luôn. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con bị dính mắc vào những lời khen, con phải làm sao để không mong được khen, không bị chủ quan ạ? Khen, mình thích khen, thích những cái lời nịnh bợ, thích những cái lời tán thán, tán dương. Nhưng mà mình là một cái người ưa thích cái lời khen như vậy thì rất dễ bị những cái người, người ta có mưu mô, người ta có ý đồ xấu, người ta kích động, người ta tác động hoặc người ta lợi dụng. Và đó là một cái điểm yếu của một cái người mà thích khen. Người ưa khen như vậy thì người ấy mà làm những cái việc lớn rất là nguy hiểm. Vì cái người ấy rất dễ bị những cái người tiểu nhân, người ta lừa gạt. Mình sống ở đâu mình dễ bị người ta lừa gạt, người ta nịnh nịnh khen khen tí thì mình tưởng thật, cái không có tưởng là có. Cái đấy chỉ cần có trí tuệ nên, đấy là do sự si mê, sự ngu si, sự mê muội và sự tham ái. Tham vào những cái lời khen đấy, đấy là một sự tham ái đối với cảnh trần ở bên ngoài. Thì phải dứt bỏ cái sự tham ấy bằng cái mà mình tự nhận ra mình thấy hổ thẹn về điều đó. Cái khen này là một cái điều đáng hổ thẹn, không nên như vậy. Bằng cái sự tự mình nhận định ra như vậy, nó cũng đã giảm bớt đi một phần rồi. Còn nếu như cái người nào mà biết tu tập nội tâm, nó cái tâm dần dần nó sáng suốt lên, nó có cái sự chánh trực, có sự ngay thẳng, nó tăng lên, trí tuệ nó tăng lên, thì dần dần nó sẽ bớt ra. Vậy bằng cái cách thực hành thiền tứ niệm xứ, là thực hành bất cứ một cái pháp thiền gì mà thiền niệm Phật, cũng làm cho mình tăng cái trí tuệ lên, ngay thẳng lên, niệm pháp niệm tăng, niệm giới niệm trí niệm thiên. Thiền giải tâm từ niệm sự chết, thiền niệm hơi thở vào ra và các pháp thiền vipassana. Thọ trì được pháp thiền nào thì tốt, và thường xuyên thực hành những pháp thiền ấy cho đến khi mình có được chánh niệm mạnh mẽ, rồi dần dần những cái tâm ấy nó sẽ vơi bớt đi. Và lúc nào trong tâm mình cũng phải nghĩ là ta sẽ từ bỏ cái thói là ưa thích được khen này, ta sẽ từ bỏ cái tánh này. Và thường xuyên tỉnh giác như vậy, một thời gian sau nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Khi con ngồi thiền được 20 phút thì hay bị giật mình, là bị sao ạ? Giật mình đấy là khi tâm nó tỉnh lại. Cái lúc mình đang ngồi, cái chánh niệm nó còn yếu, lơ mơ, nó chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, bắt đầu cái định này nó sung mãn, và nó đi vào một cái mức định nó mạnh mẽ hơn một chút, nó sực, nó tỉnh lại một cái, là mình cảm giác như là có một sự giật mình. Thì đó là chuyện bình thường, không đáng lo ngại. Một thời gian nó quen đi rồi nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Và đừng bận tâm đến cái hiện tượng đấy, cứ thực hành bình thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình Yên. Năm nay con 60 tuổi và đang học cử nhân Phật học năm thứ 3. 2 năm trước con học hành tinh tấn và nhớ bài nhanh. Nhưng năm nay có thể do tuổi cao và sức khỏe yếu, con gặp khó khăn trong việc nhớ bài và đôi khi lản trí, muốn bảo lưu kết quả học tập. Con xin sư cho con lời dạy. Con nên tiếp tục học hay dừng lại để tham gia các khóa tu thiền và hành thiền miên mật tại chùa của sư ạ? Nếu có học đừng nghĩ đến bằng cấp. Mai mốt chết thì có mang được cái bằng cấp đấy vào quan tài đưa đi hả? Nên là học để lấy kiến thức thì học, và học đến đâu thì cuối cùng cũng phải hành. Hành mới là quan trọng, học xong nó cũng quên. Đó, học để lấy điểm, học để thi đua điểm cao, điểm thấp. Lúc thi quay cóp giống như học sinh ngoài đời. Học như vậy không nó không thật, không chân chánh. Học thì mình mở sách ra đọc, đấy cũng là học. Nghe giảng kinh điển, đấy là học. Học kinh một thì đấy là học, chứ không phải là học để đi thi, mà là học để thọ trì, học để thực hành.
Ôi, học như vậy là đủ 60 tuổi rồi. Thì bây giờ học cái tuổi đấy nó hơi cao. Rồi nên để cái thời gian còn lại trong cuộc đời mà thực hành. Cái tuổi đấy thực hành thì chín chắn rồi. Nên thực hành thì tốt hơn. Thực hành sẽ đi đến sự giác ngộ, viên mãn được cái trí tuệ. Chứ học xong mà không thực hành nó cũng quên hết, uổng phí. Còn thực hành nó tích lũy được những ba la mật, không bao giờ mất hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube. Vô thường và vô ngã có phải là những tên gọi khác của chân đế và tục đế không ạ? Nếu không giống thì chúng khác nhau như thế nào? Nếu giống thì chúng giống ra sao ạ? Vô thường, vô ngã không phải trùng tên với chân đế và tục đế. Các pháp chân đế, pháp tục đế. Thì cái vô thường là cái tính chất tự nhiên của vạn vật, của các pháp hữu vi và các tất cả các pháp tục đế nó cũng vô thường, vô ngã. Các pháp chân đế nó cũng vô thường, vô ngã. Nhưng mà bình thường mình nhìn trên những cái pháp tục đế này, pháp tục đế là những cái pháp như là nhìn thấy cái con người hay là vạn vật này, nó luôn luôn người ta đặt ra cho nó có một cái tên đây, người nam đây, người nữ đây, nhà đây, của. Đây là đất nước, nửa gió. Thì đấy được gọi là những pháp chân đế do con người thế gian quy định ra. Còn cái pháp chân đế là cái sự thật tột cùng. Thực ra nó chẳng có tên gì cả. Tất cả vật chất thì nó chỉ là những cái hạt sắc, những cái hạt bụi, những cái hạt vi trần, những cái hạt sắc pháp, sắc uẩn, kalapa. Thì đấy là những pháp chân đế. Hay là các cái tâm ấy, nó không có cái linh hồn trú trong con người, mà nó chỉ có những cái tâm thức, những cái ý thức, những cái tâm và các tâm sở kết hợp với nhau, nó tạo thành tâm tham sân si, hay là vô tham, vô sân, vô si mà thôi. Thì đó, hai cái pháp chân đế đó là vật chất và tâm thức ấy. Thì đấy là những pháp chân đế. Vì cái người nào mà khi mà có cái trí tuệ hay là có thực hành thiền tuệ mới thấy được những pháp chân đế này. Và khi thấy được những pháp chân đế này, vị ấy mới thật sự thấy được tính vô thường, mới thật sự giác ngộ ra được tính vô thường. Khi vì tất cả những cái pháp chân đế ấy nó luôn trong trạng thái sinh diệt diệt sinh liên tục như vậy. Nên Đức Phật mới nói ai sống 100 năm thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt như vậy. Vì thấy được pháp sinh diệt là thấy được sự vô thường. Thấy được sự vô thường thì sẽ thấy ra được cái khổ, thấy được khổ, thấy được vô ngã. Vô thường, vô ngã chỉ có thể thấy được khi mình thấy được những pháp chân đế ấy. Còn trên những pháp tục đế nó cũng vô thường, nhưng cái đấy dù mình thấy cái tính vô thường như lá rụng, đất trời thay đổi, con người sinh có chết, nhưng nó không phải là giác ngộ tính vô thường. Vô thường ấy nó chỉ là biết chứ nó chưa phải là thấy. Còn khi nào mình thấy được những pháp chân đế, nó sinh diệt trong từng khoảnh khắc, từng sát na, liên tục không ngừng nghỉ, thì lúc đấy mới thực sự là thấy được vô thường. Và lúc đấy thực sự mới giác ngộ tính vô thường, mình mới diệt trừ được hoàn toàn những cái ảo tưởng, những cái vô minh nó mới đoạn trừ. Vì lúc đấy cái trí tuệ giác ngộ nó mới sinh khởi thật sự. Thì nó không phải là trùng tên, nhưng mà nó có cái ý nghĩa liên hệ, liên quan với nhau như vậy. Đó là tất cả các pháp hữu vi hay là tất cả những cái pháp chân đế hay tục đế nó cũng luôn luôn có tính vô thường, vô ngã. Nhưng chỉ khi nào mình hiểu, thấy được những cái pháp chân đế rồi, mình mới thật sự giác ngộ ra được cái pháp vô thường, vô ngã này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Con là cư sĩ tại gia và gặp khó khăn trong việc giữ giới hạnh vì xung quanh con hầu như không có ai cùng tác ý. Nếu con hành thiện, hành 10 thiện nghiệp theo lời Thế Tôn, con có thể mất nhiều mối quan hệ và công việc có thể gặp trắc trở. Con nên làm gì trong tình huống này ạ? Nhưng mà nhờ tiến bộ trên con đường đạo thì nó sẽ phải có sự đánh đổi, phải có cái sự phải có cái sự buông bỏ, phải có cái sự buông xả. Chứ mình không nên có cái tâm tham ái cả hai mặt. Hay cả một cái người mà muốn thành tựu được một cái mặt gì mình cũng phải bận. Như muốn học mình phải bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra 10 năm, 20 năm rồi mình mới có được cái
cái học vấn về cái đạo lý làm người ở trên đời mà. Còn như vậy, nếu bây giờ mà muốn thực hành được những cái đạo hạnh thánh nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh giải thoát tục trần, thì mình phải buông xả cái đường đời, ít nhiều phải buông xả. Mình đã muốn tiến bộ về đường đạo thì mình phải có sự buông bỏ về đường đời. Có thể mình phải, cho nên là những người mà muốn tiến xa về đường đạo, người ta buông xả hết cả vợ con nhà cửa, buông xả tài sản vật chất, buông xả công danh sự nghiệp, buông xả những bạn bè vô đạo, thì lúc đấy mình mất này mình được cái khác, mình sẽ được những cái phước lành, những cái đạo lý, những cái chi kiến, những sẽ được những cái đạo nộ, đi đến giác ngộ giải thoát, đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Kể cả hành thập thiện, vẫn thập thiện là một cái con đường lớn để đi đến những cái cõi này, và cũng là con đường cái đạo nộ để đi đến niết bàn mà. Thì phải như thế thôi, đã chấp nhận là muốn tiến xa về đường đạo thì có thể sẽ phải buông bỏ bớt về đường đời, chứ không thể nào muốn cả hai. Muốn cả hai là mình đang tham quá mức độ, nên là cái lòng tham ấy sẽ thất bại cả hai. Cứ nửa đạo nửa đời cứ quẩn quanh như vậy, thì cuối cùng đời cũng thất bại mà đạo cũng thất bại. Cho nên là muốn thì mình phải buông cái này thì mới có cái kia. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thái An trên Facebook. Nếu một người đi xây dựng chùa nhưng lại ăn cắp vật liệu từ công ty để mang về chùa xây cất, thì người đó có được phước không ạ? Hay người đó sẽ chịu tội như thế nào? Con xin sư giúp con chỉ rõ nhân quả tốt hay xấu ạ? Cái điều đấy là xấu. Điều đấy là mình có làm việc phước, có làm công đức ấy, nó không thành tựu, vì đó là tà hạnh. Đó là tà, đó là phạm giới rồi. Và dù mình có công đức cúng dường ấy, nó không thanh tịnh, bản thân mình không thanh tịnh, cái phẩm vật ấy không thanh tịnh, cúng dường như vậy không hoan hỷ, Đức Phật không hoan hỷ với pháp cúng dường ấy. Vậy cho nên không nên làm như vậy. Có xây có thôi, có lớn xây lớn, nhỏ xây nhỏ, nhưng đó là một cái xây nên cái ngôi chùa là ngôi chùa thanh tịnh, thì mới xứng đáng để cúng dường lên một cái bậc thanh tịnh. Đức Phật luôn luôn đề cao cái hạnh giữ năm giới, và không giữ giới được mình có xây nên cúng Phật thì đâu có công đức gì đâu, nên không nên làm như thế, phải bỏ ngay cái cách làm ấy. Và ai tùy tâm, ai cúng dường bao nhiêu thì làm, không thì thôi, thà là ngồi dưới gốc cây mà tu cũng được, cần gì phải xây nên cái ngôi chùa to lớn bằng cái tà hạnh, bằng cái tà mạng như thế, bằng cái hạnh xấu xa trộm cắp như thế, thì không xứng đáng, không hợp pháp, không nên làm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Viên. Con là nữ, 33 tuổi và độc thân. Do vướng mắc và lo kinh tế, con chưa có duyên xuất gia. Con rất muốn về chùa thực tập và xuất gia. Vậy đến năm 40 tuổi, con còn có thể xin về chùa thực tập và xuất gia không ạ? Nếu có, con sẽ gặp những khó khăn gì ạ? Mà xuất gia nhỡ mình không sống được đến tuổi đấy thì sao? Đấy là cái khó khăn, chính là cái vô thường, sinh tử nó không có biết trước được. Nên nếu như khởi lên cái ý định, cái tâm xuất gia thì hãy thực hành ngay trong lúc này. Không đến lúc đấy là tâm nó thay đổi. Cái khó khăn nhất là cái tâm nó vô thường rất là nhanh. Đến lúc đấy có thể mình trong khoảng thời gian tới có thể là mình sẽ thành công về đường đời, mình có nhiều tài sản, có nhiều sự nghiệp, lúc đấy mình không buông bỏ được. Hay là lúc đấy có cái tâm muốn hưởng thụ đời sống tại gia, xây dựng gia đình, có chồng con nhà cửa nữa, thì nó lại càng trói buộc khó hơn. Đấy là cái chướng ngại, cái khó khăn là cái đó. Khó khăn là chính cái tâm mình ấy. Nên là khi đã khởi lên cái tâm đi xuất gia thì đừng có bỏ qua cái cơ hội đấy. Vì cái tâm ấy nó khởi nên, nó không kéo dài được, nó chỉ trong cái khoảng thời gian nào đấy thôi, không biết tận dụng là nó sẽ mất đi liền.
Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Con được dạy rằng tư thế kiết già giúp ngồi bền vững lâu hơn, tốt cho sức khỏe, dễ thiền định và thiền tuệ. Nếu ngồi được tư thế kiết già thì tốt, nhưng nếu không ngồi được thì có thể chọn tư thế khác. Con cũng thấy Chư Ly thực hành ngồi kiết già. Vậy có phải Chư Ly chấp nhận phạm giới luật không ạ? Nếu phạm giới này mà không tăng trưởng dục ái thì có sao không ạ? Cái này là ở trong giới bổn của Tỳ Kheo Ni, mà ở trong cái tạng luật bên Nguyên Thủy thì mới có. Tạng luật bên Bắc Truyền thì sư không biết có hay không, vì người là ai phải đọc kỹ giới luật mới biết. Nhiều vị đi xuất gia cũng chưa chắc đã biết, thì không có đọc kỹ những cái pháp ấy. Và cái pháp đấy, bởi vì Đức Phật chế đó cũng là vì duyên cớ, là vì người nữ ngồi như vậy nó hay sinh ra cái tâm tham dục như vậy nên là mới chế. Còn nếu như nó không sinh ra thì cũng không ảnh hưởng gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Cô con đang gửi tiền giúp gia đình người anh ruột trong 26 năm, nhưng vẫn bị trách móc về số tiền và chưa giúp được con cái của anh ấy đi nước ngoài. Người anh bị liệt gần một năm, có ba con chăm sóc và cháu thường than phiền về chi phí sinh hoạt. Có người khuyên cô lên cho tiền từ thiện để tránh phiền não và được phước. Theo sư, cô con nên làm gì trong tình huống này ạ? Tại vì mình cho ai thì cũng tốt, giúp đỡ bà con quyến thuộc đấy cũng là tốt, dưỡng mẹ bà cha chăm sóc vợ con nên là tế độ thân bằng quyến thuộc là những phước lành vô thượng, bố thí cho người nghèo khổ cũng là phước lành vô thượng, ai là phước lành vô thượng hết. Nhưng mà có cái là khi mà mình bố thí cho ai, mình đừng có bị cái luyến ái, cái tình cảm nó quá mức. Tại sao mình cứ cho ai rồi người ta lại cứ muốn mình cho nữa, không bao giờ có giới hạn. Bởi vì mình cứ nghĩ, vì người ta nghĩ rằng người ta quá quan trọng đối với mình, và mình đang cho một cái người rất là quan trọng như thế, cho nên vì cái mình quá nặng tình cảm với cái người mình cho quá, cho nên cứ cho rồi người ta đòi hỏi nữa, cho rồi người ta đòi hỏi nữa là như vậy. Nên là mình cho với một cái tâm xả, không có cái tâm ràng buộc, luyến ái, dính mắc, như là không bắt là cái người nhận đấy là phải mang ơn, không có quá là quan trọng hóa cái mà mình cho đi rồi thôi, đừng nhắc đến, đừng nhớ đến, đừng nghĩ đến nữa. Thì đấy là có cái tâm xả như vậy thì nó sẽ không sinh ra cái phiền não, cái ràng buộc với nhau. Thì đó là thí là thế, bố thí là phải có cái tâm xả thí. Mà mình làm cái việc đấy mà mình cảm thấy hoan hỷ thì bố thí mà hoan hỷ thì nó mới có phước. Bố thí mà lại bị phiền não như vậy thì nó cũng làm cho cái bố thí nó, cái phước ấy nó bị ô nhiễm bởi những cái phiền não này. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi là bao giờ sư ra chùa Pháp Vân để giảng pháp ạ? Cứ đi giảng pháp thì có ai thỉnh thì sẽ mình đi, chứ không có lịch, chứ cố định gì cả. Khi nào có Phật tử mời thỉnh thì sư để mới đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dung Nguyên trên YouTube. Khi ngồi kiết già, người nam thì nên bắt chân trái lên trước, hai chân phải lên trước, và phải làm thế nào để tập trung khi ngồi thiền kiết già mà không bị suy nghĩ linh tinh? Con ngồi thiền mà không tập trung được ạ? Ngồi chân nào cũng được hết, chân trái lên trước cũng được, chân phải lên trước cũng được. Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển không có đề cập là phải chân nào lên trước, chân nào lên sau. Có mấy vị tổ về sau này vẽ vời bày chuyện này, thế hàng ma, thế kiết tường, thế này thế kia, thế chỉ vẽ vời hình thức, chú trọng hình thức mà lại không chú trọng nội tâm. Còn Pháp Phật là chú trọng nội tâm, không quan trọng hình thức. Kết giả cũng được, bán giả cũng được, hai chân bằng nhau cũng được, ngồi tư thế nào cũng được, quan trọng giữ được chánh niệm, chú được vào đúng cái đề mục thiền ấy. Nếu hành thiền hơi thở để tâm đúng cái điểm xúc chạm, nhận biết hơi thở vào ra vừa phải, nhẹ nhàng tự nhiên đều đặn liên tục, đừng quan trọng đến thế ngồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạt Bụi. Ngày trước Ngài Thích Quảng Đức đã tự thiêu và nói rằng
Ngài cúng dường thân xác này cho chư Phật để giữ gìn Phật giáo. Vậy việc này có phạm giới sát sinh không ạ? Cái việc mà hy sinh bản thân mình vì một cái đại nghĩa, vì một cái ý tưởng, một tức là vì một cái mục đích cao thượng, thì là có công đức, có phước lành. Cái việc hy sinh đấy không phải là không phải là sát sinh. Sát sinh là khi mình giết một người khác, một chúng sinh khác, một con vật khác, thì đấy mới là sát sinh. Còn hy sinh bản thân mình thì không phải sát sinh. Cho nên là có những kiếp vị Bồ Tát còn bố thí bản thân mình cho một con cọp nó ăn mà, đâu có phải sát sinh đâu. Hy sinh mình để cứu độ đến một cái những người khác ấy, thì đấy là có phước, có công đức, chứ không có nỗi. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Con ngồi thiền mà cảm giác mình đang nói chuyện với nhiều người. Xin sư cho con biết lý do vì sao ạ? Đấy là bị loạn tưởng, bị ảo tưởng. Do mình ngồi mình cứ đi theo những cái vọng tưởng. Mình cứ ngồi mình nói chuyện là một mình, rồi sau đó thì mình tưởng tượng ra những cái cảnh đấy. Mình chú tâm nhiều quá, cái cảnh nó hiện ra nó giống như thật, rồi cuối cùng mình tưởng thật, mình cứ đi theo. Cuối cùng không dứt bỏ cái đấy là bị hoang tưởng, loạn tưởng. Rồi càng ngày nó càng nặng ra, đến lúc này nó mất cái kiểm soát. Nên là phải dứt bỏ ngay, không được để cho tâm đi vào trạng thái đấy, không được để tâm nó viển vông, nó nghĩ mông lung, và không được để cho nó nói chuyện nữa, không được nghe những âm thanh này kia, không được tưởng tượng ra như là có người đang nói chuyện với mình. Đấy đều là do ảo tưởng của mình, tưởng tượng của mình, nên phải dứt bỏ ngay, nếu không thì sẽ bị bệnh, nếu không thì sẽ bị khùng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Con xin sư chỉ dạy cho con câu: thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thứ nhất là tu tại gia, đây là muốn là nói về cái sự tu tập một cách tuần tự. Thứ nhất là tu tại gia là tu ngũ giới đấy. Ngũ giới và bát quan trai giới. Đấy là tu ở cái mức độ thấp nhất. Thứ hai nữa là tu chợ là tu cái sự nhẫn nhịn ở ngoài chợ, nhẫn nhục, có cái lòng từ ái mọi người. Đừng cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đừng xô bồ, xô chát với ai. Đây là cái mức độ khó hơn một chút, là ra ngoài đường rồi mà mình vẫn giữ được cái chánh niệm, vẫn giữ được giới. Thấy ai hở ra gì đừng ăn trộm ăn cắp, đừng lừa gạt, đừng lừa đảo, đừng có chiếm đoạt tài sản người khác. Ra chợ đừng có lưu manh trộm cắp ngoài chợ, đừng có phạm giới ngoài chợ. Ở nhà giữ giới thì nó dễ, mà ra đường giữ giới đã khó hơn một chút rồi. Đấy là cái mức độ thứ hai, nó khó hơn ở giữ giới ở nhà, nhưng nó vẫn còn dễ hơn là tu chùa. Mức độ cao nhất, mức độ khó nhất, cái mức độ tu tuyệt đối nhất là tu ở chùa. Vì tu ở chùa thì phải buông xả cái đời sống tại gia, buông xả, từ bỏ gia đình, sống gia đình, bỏ hết nhà cửa, vợ con, tài sản, sự nghiệp, để đi xuất gia cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, ôm mình bát đi khất thực xin ăn hàng ngày, về ngồi thiền định tĩnh nhất tâm, hướng đến chiến đấu với những cái phiền não ma quân ở trong chính mình, chiến đấu với tham sân si ở trong chính mình. Cái con đường tu ấy là cao thượng nhất, ở cái cấp độ tột đỉnh nhất, cao nhất. Vậy thì nên là như thế, dễ nhất là tu tại gia, dễ nhì tu chợ, rồi đến cái thứ ba là cao nhất, khó nhất chính là tu ở chùa, mức độ cao nhất ấy. Vậy thì đấy là cái mức độ từ thấp đến cao. Thấp nhất tu tại gia, rồi đến cái cao nhất là tu ở chùa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tường trên Zoom. Kính bạch sư, cho con hỏi chùa mình có tổ chức xuất gia gieo duyên không và lịch như thế nào ạ? Chùa, ví dụ như có ai mà đến mà thực hành thiền rồi muốn xin xuất gia gieo duyên thì sẽ xuất gia gieo duyên cho cái vị ấy. Vừa xuất gia gieo duyên lại vừa tiếp tục thực hành thiền. Thì là như thế, chứ không tổ chức ra một cái khóa xuất gia theo một cái khóa, theo khóa xuất gia như ở các chùa khác. Mà ai muốn xuất gia gieo duyên thì cứ đến đây. Đến đây rồi học cái nột nghi, xong rồi muốn xuất gia thời gian bao lâu thì tùy ý. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con có thói quen hay hứa suông.
Con muốn làm theo những lời hứa trong lúc đó, nhưng về sau con không làm được. Con xin sư cho con hỏi, làm thế nào để bỏ được tật hứa suông này ạ? Con vẫn chưa làm được ạ. Tật hứa suông là thành vào cái giới nói dối đó. Mà cái giới nói dối là do cái giới hạnh của mình không được trong sạch. Thì bây giờ phải thực hành thiền niệm giới để cho cái tâm tàm quý nó tăng đi. Mỗi khi mình phạm giới nào, mình hổ thẹn, tội lỗi, ghê sợ cái nỗi lầm ấy. Vậy thì mình cần phải thọ trì giới cho thanh tịnh một cái khoảng thời gian, một ngày hoặc là một khoảng thời gian nào đấy. Rồi mình nhớ đến những cái lúc là mình không sát sinh, nhớ đến những lúc không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Nhất là những cái thời điểm mình không nói dối. Nhớ đến những cái lúc mình luôn nói lời chân thật, không nói dối. Và mình niệm là quả thật những cái giới mà ta đã thọ trì này, ta đã không có bị đứt giới. Quả thật mà ta đã không có bị đứt những giới này. Tức là bây giờ mình nhớ lại những cái lúc mình không nói dối, nhớ lại những cái lúc mình đã nói chân thật, nhớ lại những cái thời điểm mà mình đã có cái sự giữ lời hứa mà không thất hứa. Rồi nhớ lại cái thời điểm đấy và niệm giới và thực hành thiền niệm giới. Quả thật những cái giới này ta đã không phạm giới này. Quả thật ta đã không phạm không bị đứt giới này. Quả thật ta đã không phạm không đứt cái giới nói dối này. Đấy, cứ niệm như vậy để cho cái giới chân thật ấy nó thấm nhuần, nó thâm sâu, nó thay đổi cái tâm tánh của mình đi. Đến một lúc nào đó mình nói dối ra một cái nó thực nhớ ra ngay. Tự nhiên mình cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ với chính mình ngay. Vậy là dần dần nó sẽ thay đổi được. Vậy thì phải như thế. Quả thật mà cái giới nói dối này, ta đã không phạm, ta đã không đứt. Quả thật ta đã không phạm, không đứt giới nói dối này. Thường xuyên niệm như vậy trong lúc ngồi thiền, dành ra 30-40 phút hoặc một tiếng liền mà ngồi niệm như vậy. Niệm như vậy một trong vòng một tuần, hai tuần hoặc một tháng, hai tháng là nó sẽ có cái sự tỉnh giác về cái điều đó và nó sẽ hết nói dối ngay. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cường Hùng trên YouTube. Con chưa quy y nhưng con giữ năm giới có được không ạ? Được, rất là tốt chứ. Nếu mà cho dù mình chưa có cái hình thức quy y nhưng mà đã có cái tâm mà mình đã hướng Phật, mình hướng về Phật thì đấy cũng đã là quy rồi. Quy cũng như là hướng về Phật nương tựa, Phật nương tựa Pháp, nương tựa Bảo Tăng. Tâm mình có hướng về Tam Bảo, có hướng về thọ trì cái năm giới đấy. Đấy là mình đang hướng về Pháp, hướng về Phật Pháp rồi. Còn lúc nào mình có điều kiện hay là có đủ cái cơ hội gặp một cái đàn quy nào đấy, hoặc gặp một vị sư nào đấy, mình chỉ có thể xin sư truyền cho con năm tam quy ngũ giới. Vì chỉ cần đọc 5 phút là xong rồi mà. Con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con xin thọ trì 3 lần như vậy. Con xin thọ trì giới thứ nhất ông sát sinh, giới thứ hai ông trộm cắp, giới thứ ba ông tạ dâm, giới thứ ông nói dối, giới thứ năm không uống rượu. Mỗi thế là xong, có thế là đã quy tam bảo xong mà giữ năm giới được. Thì cứ thực hành giữ gìn như vậy càng nhiều càng tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy. Khi ngồi thiền mình nghe cùng một lúc khoảng 15 đến 20 âm thanh tiếng người nói chuyện, không phải nghe bằng tai, trong đó có tiếng trẻ nhỏ, tiếng người lớn thanh liên, tiếng một nhóm người ngồi nói chuyện, có tiếng người lữ nói trên đài TV thời sự. Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy trường hợp mình nghe như vậy là như thế nào ạ? Vậy là ảo tưởng nhé. Nghe như vậy là bị phân tâm, bị tán tâm, bị loạn tâm. Tại vì lúc ngồi thiền mình cứ bị vọng tưởng đi theo những cái cảnh mà nó sinh lên ở trong tâm. Nó khởi lên những cái tâm đấy, nó chỉ là cái vọng tưởng của mình, nhưng mình lại tưởng thật, bám chấp vào đấy. Rồi cuối cùng là những cái tưởng ấy nó càng lúc nó càng mạnh ra. Và cuối cùng mình tưởng nó thật, nó sinh ra bị ảo tưởng ấy. Và phải rút bỏ ngay đi, không được đi theo những cái tiếng âm thanh đó, không được nghe nó. Và không được nghĩ rằng mình đang nghe thấy những cái cảnh giới gì đây, hiện tượng gì đây, màu nhiệm thiêng liêng gì đây. Phải rút bỏ ngay và biết rằng đây là một cái sự hiểu sai, thực hành sai. Pháp thiền này là bị sai và có cái nguy hại, có sự không tốt cho cái việc hành thiền này. Có sự chướng ngại lớn cho cái việc hành thiền này. Và hãy rút bỏ, quên nó đi, đừng nhớ nó nữa. Và thực hành nghiêm túc lại. Chỉ biết đúng cái đối tượng của mình thôi, chỉ biết hơi thở vào ra thôi, đừng phân tâm, đừng bận tâm đến những cái âm thanh, những cái cảnh đó.
Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Con thiền bảo hộ thì dễ có ánh sáng hơn thiền hơi thở. Có lúc thiền ân Phật có ánh sáng mờ nhưng khi chuyển qua hơi thở thì không duy trì được lâu hoặc mất. Đôi lúc có lại. Vậy con nên làm sao ạ? Cứ tập như vậy và đừng quan tâm đến những ánh sáng. Có ít có nhiều không quan trọng. Cứ thiền bảo hộ một chút, niệm ân Đức Phật, thiền gì đấy một chút rồi quay về hơi thở. Còn ánh sáng nó sáng hay nó mờ, nó có hay nó không, không quan trọng, không cần thiết. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường đi. Cứ yên tâm mà thực hành. Đừng bận tâm đến cái ánh sáng ấy làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Tâm trên YouTube. Làm thế nào để được chư thiên quý kính và hộ trì mình ạ? Chư thiên quý kính hộ trì mình cái pháp tốt nhất đó đây. Nếu như mà mình làm phước thì mình hồi hướng chia phước cho chư thiên. Ngày bố thí cúng dường lễ Phật tụng kinh thì mình chia phước đến các vị chư thiên. Nhưng mà cái cách tốt nhất là hành thiền niệm thiên, niệm là hướng tâm đến các vị chư thiên. Chư thiên là tứ thiên vương, đao nữ thiên, dạ ma thiên, đô suốt thiên, vẫn là thiên ta hóa tự tại thiên và các vị phạm thiên. Các vị chư thiên ấy vì có đức tin cho nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Cứ niệm niệm như vậy. Các chư thiên ấy có bố thí nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và việc bố thí ấy cũng có ở nơi ta. Chư thiên ấy vì nghe pháp cho nên chết chỗ này sinh chỗ kia, sự nghe pháp cũng có ở nơi ta. Các chư thiên ấy vì có giữ giới nên chết chỗ này sinh chỗ kia, việc giữ giới cũng có ở nơi ta. Các chư thiên vì có trí tuệ nên chết chỗ này sinh chỗ kia, trí tuệ cũng có ở nơi ta. Đấy là niệm thiên như vậy thì được chư thiên hộ trì nhanh nhất, cao nhất và có làm cho mình được tịnh tâm nhất. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời sang bữa sau ạ. Hồi hướng. Idame bunyam asawakhajam vahamotu idame bunyam nibbanasa pichajo hotu mama bunya param sabbasatthanam pachemi tesabe medamam punya param napando sadhu, sadhu, sadhu.